Ok, chào các bạn, mình là Đạt Nguyễn. Thì ở video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo WeBase Windows miễn phí tại Crowdball sử dụng được trong vòng 30 ngày. Ok, bắt đầu. Thì các bạn có thể truy cập vào crowdball.com. Sau đó các bạn kích vào cái phần promotion thì mình sẽ thấy được chương trình khuyến mãi họ đang chạy. Hiện tại họ đang cho 300 đô sử dụng trong vòng 30 ngày. Tại đây thì các bạn kích vào cái mục là đăng ký tài khoản nè, create new account. Thì việc đăng ký nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây các bạn nhập vào email, mật khẩu vào, sau đó mình sẽ nhấn đăng ký. Sau khi đăng ký thì các bạn vào mail để thực hiện kích hoạt tài khoản. Đấy. Sau khi các bạn kích hoạt tài khoản xong thì mình sẽ vào mục là billing nè. Sau đó các bạn sẽ add cái phương thức thanh toán của mình vào. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng thẻ Visa, Mastercard hoặc là sử dụng PayPal hoặc là crypto để mà làm cái phương thức thanh toán cho mình. Cái phần mà thẻ Visa, Mastercard này thì các bạn có thể sử dụng thẻ cứng hoặc là thẻ ảo đều được. Nhưng mà ưu tiên sử dụng thẻ cứng nha các bạn. Còn thẻ ảo thì có những thẻ được và có những thẻ không được. Thì cái này nó cũng hên xui. Thì sau khi các bạn ép thẻ thành công thì trong tài khoản của mình nó đã có 300 đô sử dụng được trong vòng 30 ngày. Nhưng mà trên hệ thống website của họ thì các bạn sẽ không thấy được cái 300 đô của mình nó hiện ở đâu. Đó. Thì cái này mình cũng có nhắn tin với bên hỗ trợ của Crowdball. Đây. Thì cái tài khoản của mình nó đã được cộng 300 đô nhưng mà nó sẽ không có hiển thị ở trên này. Thì mình cứ yên tâm mà sử dụng nha các bạn. Nhưng mà để cho an toàn thì mình nên sử dụng những cái thẻ mà có ít tiền thôi. Có tầm khoảng 1 đến 2 đô mình add vào. Sau khi các bạn hoàn tất những cái bước như kích hoạt tài khoản, add phương thức thanh toán. Thì để tạo được con WeBase tại đây, các bạn vào mục là Create. Sau đó mình sẽ vào mục WeTour Machine nè. Rồi tiếp tục nó sẽ ra được cái giao diện để cho mình khởi tạo WeBase. Đầu tiên là mình sẽ chọn khu vực. Thì hiện tại ở đây thì mình có thể chọn được mấy chủ khu vực Mỹ, Singapore và Tokyo. Trong tương lai thì nó sẽ có thêm một cái server tại Hồng Kông. Đây. Ở đây thì mình sẽ chọn là Singapore. Tiếp tục tại cái mục là True Email thì các bạn thấy là những cái hệ điều hành có sẵn của họ thì sẽ không có Windows. Nếu như các bạn tạo WeBase với mục đích là sử dụng Linux thì mình sẽ chọn những cái hệ điều hành như Ubuntu, Debian, CentOS, vân vân các kiểu thì nó không có vấn đề gì xảy ra. Còn với mục đích mà mình sử dụng để tạo WeBase Windows cũng như vậy luôn. Bây giờ mình sẽ chọn bất cứ một cái hệ điều hành nào đó trong cái mục OS này. Ở đây mình sẽ chọn Debian 11 nha các bạn. Sau khi mình khởi tạo xong mình sẽ cài đè Windows lên. Đấy. Ở đây mình sẽ chọn cái cấu hình đó là 11 và cái giá nó rất là rẻ các bạn. Đó là 2 đô một tháng. Tiếp tục mình kéo xuống cái phần server setting. Cái phần server hostname này thì mình đặt đại tên gì cũng được ha. Tiếp tục đến cái phần SSH key. Thì ở đây nếu như các bạn chưa có key thì mình sẽ thêm vào. Thì để thêm cái SSH key này, các bạn có thể nhấn trực tiếp ở đây Manager SSH key hoặc các bạn vào mục là setting. Trong mục setting này nó sẽ có cái tab là SSH key. Các bạn vào cái mục này. Thì hiện tại trong tài khoản của mình đã add sẵn một cái key rồi. Còn nếu như các bạn thêm mới thì mình sẽ nhấn vào SSH key này. Rồi, cái public key và cái key name này. Cái public key này thì mình sẽ lấy ở đâu? Thì các bạn tải cái phần mềm PuTTY về. Các bạn tạo ra một cái SSH key. Sau đó các bạn dán vào đây. Thì cách sử dụng cụ thể như thế nào thì các bạn có thể xem lại ở video này. Đó. Sau khi mà thêm cái khóa SSH key xong thì mình sẽ trở về cái giao diện tạo WeBase. Rồi tại cái mục là SSH key này thì mình sẽ lựa chọn cái khóa mình đã thêm vào. Đây. Sau đó mình sẽ nhấn vào Create Now. Rồi. Thì sau khi mà các bạn thấy là cái mục trạng thái nè, nó hiện active thì mình có thể truy cập được bình thường. Ở đây thì mình sẽ copy cái IP lại. Rồi, sau đó mình sẽ mở phần mềm PuTTY lên. Tại cái mục session này thì mình sẽ dán cái IP vào. Cái port thì mình sẽ sử dụng port 22. Rồi tiếp tục cái mục connection, các bạn xuống cái mục data, cái user mặc định là root. Tiếp tục mình sẽ xuống cái mục là SSH. Mình sẽ kích vào dấu cộng, mình sẽ chọn vào mục là auth. Rồi tiếp tục mình sẽ nhấn vào dấu cộng, mình sẽ chọn vào cái mục này. Tại đây thì các bạn chú ý vào cái mục là private key nè. Mình sẽ nhấn browse để chọn tới cái khóa key private của mình. Đây. Sau đó mình sẽ nhấn option. Nhấn accept. Như các bạn thấy là mình đã kết nối thành công. Rồi, bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái file GZ mà mình chia sẻ để cài Windows đè lên cái hệ điều hành này nha các bạn. Rồi, các bạn trở về trang datnguyentv.com, các bạn vào cái bài viết này. Thì link bài viết mình để dưới phần mô tả video. Tại đây các bạn kéo xuống, các bạn thấy cái phần mà link file Windows. Thì trong cái bảng này nó có rất là nhiều phiên bản Windows khác nhau mình có thể lựa chọn. Từ Windows Server 2012 cho đến Windows Server 2025.
và những cái phiên bản Windows bình thường như là Windows 7, Windows 10, Windows 11. Đấy. Sau đó các bạn kéo lên, các bạn copy cái câu lệnh cài đặt WPath. Đối với WPath tại Gravel này á, thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh cài đặt dành cho WPath Digital Ocean, có cái đuôi là WDA nè. Đó, mình sẽ copy cái câu lệnh này lại. Tạm thời thì mình sẽ copy lại và mình dán vào Notepad như thế này. Thì trong cái câu lệnh này các bạn sẽ thấy cái phần mà link file GZ, thì mình sẽ thay thế cái link của cái file GZ vào. Thì cái link các bạn lấy ở trong cái bảng này, thì mình muốn cài cái phiên bản Windows nào thì mình sẽ sử dụng cái link của phiên bản Windows đó. Ở đây mình sẽ cài phiên bản đó là Windows 10 LTSB. Mình sẽ copy cái link GZ này lại. Đó, copy. Thì các bạn chú ý là mỗi bản Win thì nó sẽ có một cái user và cái password, mình có ghi cụ thể ở đây. Ở đây mình sẽ thay thế cái link GZ vào. Đấy. Tiếp tục các bạn copy lại hết cái đống bùi nhùi này. Các bạn đem qua cái con WPath của mình, các bạn dán vào. Đấy. Enter. Mình sẽ chờ cho nó tải về 100% nha các bạn. Ok, thì sau khi mà nó load được 100% như thế này thì các bạn quay về trang quản lý WPath. Sau đó các bạn kích vào console. Thì các bạn chú ý bên góc trái màn hình của cái cửa sổ console này, nó có một cái mũi tên nhỏ nhỏ nè. Các bạn kích vào thì nó sẽ sổ ra một cái giao diện như thế này. Ở đây mình sẽ nhấn vào cái nút nguồn nè. Mình sẽ chọn vào Hard Reset. Đấy, nhấn OK. Mình sẽ đợi một tí. Đấy, thì các bạn thấy là nó sẽ khởi động cái giao diện Windows lên cho mình. Bước tiếp theo là mình sẽ chờ nó khởi động lên, sau đó mình sẽ thực hiện cấu hình mạng thủ công lại thì mình có thể truy cập được qua remote desktop bình thường. Đấy, như các bạn thấy là cái phần mạng nó đang bị lỗi chấm than nè, thì mình sẽ đăng nhập vào và mình cấu hình lại thủ công. Cái mật khẩu thì mỗi bản Win thì đa số mặc định mình sẽ để là datnguyentv.com như thế này. Sau khi các bạn khởi tạo xong thì mình nên đổi cái mật khẩu mặc định này đi nhé các bạn. Để cấu hình mạng lại thì các bạn kích chuột phải vào cái biểu tượng mạng đây. Mình sẽ chọn Open Network and Share Center. Tiếp tục ở đây các bạn chọn vào cái biểu tượng mạng nè, Internet 2 nè. Tiếp tục mình sẽ nhấn vào Property. Ở đây mình sẽ chọn tới Internet version 4 nè, IPv4. Mình nhấn vào Property. Tiếp tục ở đây mình sẽ chọn vào cái dòng này. Mình sẽ nhập cái IP của con WPath mình vào cái ô này. Để điền được những cái thông số tại đây thì các bạn có thể trở về con WPath của mình. Các bạn kích vào. Sau đó các bạn vào mục là Network. Thì nó sẽ ra đầy đủ cái IP, cái subnet và cái gateway. Thì mình sẽ sử dụng ba cái thông số này để điền vào con WPath của mình. Tại ô đầu tiên này mình sẽ nhập cái IP vào 64567165. Tiếp tục cái phần subnet đó là 255.255.255.0. Tiếp đến cái phần gateway nè, 64.56.71.1. Còn cái phần mà ô DNS này thì các bạn nhập cái DNS của Google vào 8.8.8 ở dưới 4.4.4. Cái phần này thì các bạn có thể nhập mặc định theo mình như thế này cũng được. Còn cái ô trên này thì mình sẽ nhập theo đúng với con WPath của mình. Rồi sau đó nhấn OK. Rồi nhấn Close. Nhấn Close. Để như các bạn thấy là cái biểu tượng mạng nó đã không còn dấu chấm than nữa, là mình đã có thể kết nối được mạng. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái cửa sổ này đi, mình sẽ truy cập bằng cái remote desktop. Copy cái IP lại. Mình sẽ mở cái remote desktop mặc định của Windows lên. Windows AG, mở STSC. Nhập cái IP vào. Username đó là admin. Rồi nhấn kết nối. Nhập mật khẩu vào, datnguyentv.com. Ok, như vậy là mình đã cài đặt và truy cập được thành công. Rồi thì để đổi được cái mật khẩu đăng nhập mặc định, cách đổi nhanh thì mình có thể đổi qua cái CMD. Các bạn mở cái CMD lên. Mở lên với cái quyền admin nha các bạn.
Đấy. Các bạn có thể gõ vào là net user. Rồi cái user của mình nó là admin. Rồi cái mật khẩu mình muốn đổi. À, ví dụ mình đổi lại thành đạt A+123456789. Đấy. Như vậy là mình đã đổi được mật khẩu thành công. Thì ở video này mình đã chia sẻ cho các bạn cách để cài đặt được một con WPS Windows miễn phí tại Ravel.com. Thì những cái link cần thiết như đăng ký và những cái hướng dẫn thì mình để đầy đủ ở trong phần mô tả video. Thì các bạn có thể kích vào để tham khảo. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.